này bào ngư hả? Cũng 40.000 một con. Ôi bào ngư đâu mà rẻ thế nhỉ? Hình như cái này là toàn là đồ tươi sống hay sao nhỉ? Em thấy gì con ấy nó còn rất là tươi. Lấy một ngày. Phim cô bán mấy trăm cái nào ạ? Vâng, ủa. Cô bán phim cũng khoảng 30 mấy triệu. Vâng. Trước con biết 4 giờ là cô dọn ra là 8 giờ là hết rồi, 8 giờ rưỡi là cô đã đi về rồi đó. Quầy, bán có 4 tiếng thôi. Ở đây cô bán đồ tươi thôi mà. Vâng. Không có bán đồ đông lạnh. Các bạn đang quan sát vùng mâm hầu có giá là 96.000. 12.000 có mà. 12.000 con. 96.000 là 246. 7 con. 8 con, 8 con. 8 con, 8 con. Đấy, mâm này các bạn ạ. Rồi. Khách hàng mới ở đây này. 10 năm rồi đó. Là anh quen từ bên đi Tân Hoàng rồi giờ sang đây. À đúng rồi em. Đây có gì đặc biệt mà làm thịt mối luôn này? À, thứ nhất là khẩu vị nó vừa với anh đó. À, thứ hai là gì? Thứ hai là hải sản tươi cho nên là ok, tụi anh ủng hộ. Và còn cái thứ ba không anh? À, giá cả hợp lý em. Cô tên gì cô nhỉ? Cô tên Thanh. Cô Thanh. Ở đây cái món mình, món nào là món mà gọi là món đặc biệt của quán mình đó cô? Món hàu á, mỡ hành, khô mai, nước mắm. Vâng. 12.000 con hàu rất là mập. 12.000 con. Ừ. Nếu mà 500.000 là ăn hàu là ngửi tới mùi hàu luôn ha. Đúng rồi. Ngày xưa là cô bán đi Tân Hoàng là đông khách lắm phải không? Đông lắm. Vâng. Phim cô bán mấy trăm cái hàu ạ? Vâng. Ủa. Cô bán phim cũng khoảng 30 mấy triệu. Vâng. Trước con biết 4 giờ là cô dọn ra là 8 giờ là hết rồi, 8 giờ rưỡi là cô đã đi về rồi đó. Quầy, bán có 4 tiếng thôi. Khách cô là khách xa, không Bình Dương, Hóc Môn, đồ Lấy Thiêu, không xa lắm. Vâng, ở đây con thấy cái menu coi qua cô bán giá bình dân cô nhỉ? Bình dân, cả đồ gia vị là ở nhà làm. Vâng, là của cô làm ha. À, cô ở đây có món gì xào ngon ngon không cô? Cô làm còn món xào đi cô. Món xào á, con muốn ăn món gì? À, cho con món ốc mỡ xào đi cô. Ốc mỡ xào gì? Xào bơ hả? Xào vâng. Me hả? Xào tỏi? À, ốc mỡ xào tỏi đi cô. Ốc mỡ xào tỏi. Dạ. Một phần này là bao nhiêu chị? Ốc mỡ phần là 60.000. Một phần 60.000. Tính ra là cô làm bếp về các món xào này được nhiêu năm rồi cô? 10 năm rồi. 10 năm rồi ha, là từ bên đi Tiên Hoàng chuyển qua đây luôn hả? Nay nó là 11 năm rồi đó. 11 năm. Bán từ đi làm 10 năm. Dạ. Ngày xưa con đi học đầu bếp gì không cô, hay là mấy món này từ tự con đi ăn về rồi mua về ăn. Vâng. Ăn thấy khen ngon thế là ra quán luôn. Trời, con mua về ăn rồi mà ăn mình biết cái mùi vị nó gì đó. Dạ. Tính ra là bên này là mình mấy giờ là mình có ốc bán hả cô? 4 giờ. 4 giờ chiều. À, 4 giờ chiều. Dạ. Rồi mình buổi bữa sáng thì bán cơm gà xứ mỡ. À, tức là buổi sáng ở đây bán cơm gà xứ mỡ. Ừ. Rồi buổi chiều là bán ốc. Chiều bán ốc đúng rồi. Wow, thế là cũng tận dụng ghê ha. Năm nay cô nhiêu rồi? À, cô 61 rồi. Rồi, 61 rồi. Có bỏ bắp không con? Cô cho đầy đủ như hết tất cả luôn con. À, đầy đủ. Bắp phải không? Bắp. Dạ. Có người thích ăn, có người không thích ăn. Vâng. Mỗi khi thì cô có xào với tép mỡ nữa. Dạ, xào gì con? Tép mỡ đó. À, cô cho con tép mỡ luôn. Nhưng mà hôm nay cô bị bệnh là cô không có làm. À, rất là ngày xưa cô có làm món đó. Có làm tép mỡ. Bây giờ hết làm.
cô đó, cô cũng làm cho nhà cô 10 năm rồi đó, 11 năm. Dạ. Cô đó cô làm cho nhà cô cũng 11 năm. À, là còn cô làm 11 năm với nhà mình luôn rồi. À. Bây giờ đây là món ốc bó tay xào rau muống. Món tay mì với rau muống. Dạ. Con muốn ăn một gói hay là hai gói? Một gói một gói thôi cô ạ. À, một dạ. Gói là 60, hai dạ. Gói là 70. Hai gói 70 cô ha. À. Là một gói thêm 10.000 cô ha. À, các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở trong một cái quầy ốc rất là nhỏ gọn và dễ thương các bạn ạ. À, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi ăn ốc nha. Và một cái điều đặc biệt là quán ốc ngày hôm nay là một quán ốc bình dân nha các bạn ạ. Đây là một cái quán ốc mà từ một địa điểm khác mới dời về đây. Quán ốc này bình dân lắm mà bán doanh thu một ngày có thể là 30 triệu một ngày. Ốc bình dân và chất lượng đó các bạn ạ. Cô đang làm cho mình một phần ốc bóng tay xào rau muống 60.000, xào mì rau muống 60.000 này các bạn. Bóng tay ở đây là ngon lắm á. Ngon lắm cô ha. Ở đây thì con thấy cái con ốc của mình mổ ruột mình lấy đất rồi cô ha. Mổ ruột rồi cô phải rửa đi 3 lần xong rồi cô mới bán cho khách. Vâng. Con bóng tay của cô là bóng tay loại nhất. Vâng, thấy các bạn. Tức là các bạn nhìn cái con ốc á là nó bị mổ ruột rồi, tức là mổ ruột lấy đất ra rồi, lấy ruột ra rồi. Đúng rồi. Ở đây rất là kỳ các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn vào đây xem nguyên nhân tại sao mà một cái quán ốc nhỏ gọn như vậy mà có thể bán được. Trước là bán ở 16 trên Tiên Hoàng quận nhất á. Dạ, mới về đây cô ha. Mới về đây được 5-6 tháng à. Vâng. Chưa có khách nhiều. Ủa cái nước đó là cái nước gì mà đặc biệt, cái con giống nước lèo không? Hay nước lạnh thôi? Không, nước bình thường thôi. Dạ. Bởi vì khi mình bỏ gia vị vô mình sẽ chế tí nước cho nó ra. Dạ. Chính cái này giống mì gấu đỏ hay không? Đúng rồi, mì gấu đỏ. Nhưng mà gấu đỏ sợ phở á. Dạ. Nó dai và nó không có bị phở, hiểu không? Vâng. Còn cái mì gấu đỏ thường á nó mềm lắm. Dạ. Nó nhỏ, còn cái này nó dai. Hình như trong các loại ốc là làm cái ốc móng tay này là cực nhất cô nhỉ. Buổi sáng cô luộc. Luộc xong rồi cô rửa. Vâng. Rửa xong rồi chiều cái cô này cô ra cô rửa lên lần nữa, hiểu không? Vâng, đấy các bạn, một giờ 60 ngàn rất là khá là nhiều nha các bạn. 60 ngàn. Ừ, thơm quá. Cùng là dĩa ốc và sắp lại nhưng thấy nó hoành tráng hơn hẳn. Vâng. Phần này là nhiêu cô? 60 con. Cũng 60 ngàn luôn cô ha. Con gà có hai cái càng ngon nhất là lấy với cái càng của con gà. Hình như con gà này mình luộc chín chút rồi hả cô? Đúng rồi. Dạ. Ở đây cô bán đồ tươi không à? Vâng. Có bán đồ đông lạnh. Đây là một dĩa càng gà đang muối 60 ngàn các bạn này. Các bạn có thể so sánh với một số quán nha, thực sự là mình thấy giá như vậy theo mình cảm nhận của mình là khá là bình dân đó các bạn ạ. Nhưng các bạn đi các quán khác gọi một phần như thế này bao nhiêu tiền các bạn thì biết liền nha. Đây là quán ốc Hiền Hầu nha các bạn. Địa chỉ là số 66 đường Phan Xích Long, phường 3 quận Bình Thạnh nha. Ở dưới thì mình thấy có hai số điện thoại của quán đấy. Cái này chắc là số điện thoại để các bạn đặt hàng nha. Nói chung là đây là một cái quán ốc bán vừa có chế độ vỉa hè lại vừa có chế độ trong nhà các bạn ạ. Và nhìn qua thì nó khá là thoáng. Cách đây là đường gì anh nhỉ? Phan Xích Long. À, ngay khúc Phan Xích Long luôn. Cái địa điểm ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là cái đường Phan Xích Long nó dài nha. Song song với đường Phan Xích Long ra phía ngoài kia là đường Trường Sa Hoàng Sa nha các bạn. Và sau lưng các bạn này một chút xíu đi đây khoảng 20 mét thôi, đó là ngay cái ngã ba của đường Phan Xích Long cắt cái đường Bản Thiếp luôn. Cái này mình làm món gì đây, chuẩn bị làm món gì đây? Hào nướng. Quán em thì đặc biệt là hào, nhưng mà hào này là ở dưới Long Sơn, nó khác cái là cứ những hào như Cần Giờ hay là mấy cái như ở dưới miền Tây này nó vẫn có hào. Cái nguồn nào nó cũng có hào á, dân biển là có hào hết, nhưng mà hào Long Sơn á nhìn nó khác cái như cái hào hào mấy cái dưới miền Tây nó khác. Cái này hào Long Sơn. Đúng rồi. Hào cái kia nó đen, hào mình nó trắng hơn, không ăn nó thơm hơn. Ở đây thì hào mình chia làm món gì anh? Thí dụ giờ ở đây là mình nướng mỡ hành hay nướng phô mai hay nướng nước mắm gì đó. Để khách muốn ăn gì thì yêu cầu thì quán làm. Có nướng mồi không anh? Muốn nướng mồi dễ lắm, nướng mồi bỏ lên nướng không bỏ gì hết. Nướng mồi có nên chấm ăn cũng ngon các bạn ạ.
cái này nó không về chín à hả? Vâng. Đâu nướng thì nó chắc cũng phải 5-7 phút gì á, chứ không có mình nướng cho nó chín nếu mà chẳng thà ăn hàu sống sống, chứ còn nó nở này nở kia kỳ lắm. Một vâng. là ăn hàu sống, hai là ăn hàu chín, chứ nó nướng mà nở này nở kia khó ăn. Khó ăn này hả? Dạ. Có lúc cao điểm bán ngày 200 mấy ký luôn á. Hàu ha? Ờ, hoài. Một con 12.000. Dạ đúng rồi. Ví dụ đây 6 con là 6 x 6 72.000. Cái đó là cái gì anh? Đúng, phô mai. Phô mai, ồ phô mai trắng trắng à. Ờ phô mai á. Vâng. Phô mai em pha với sữa đánh lên, chứ em để phô mai em đánh nó đậu gà. Dạ, đấy các bạn ạ, phô mai sữa. Đúng rồi. Đấy con phô đấy, mai con mỡ hành hả? Rồi con cái gì muối ớt mắm đi ha. Cái mắm tiêu. Vâng. À. Vâng. À, nước mắm tiêu xanh nữa không? Vâng. Bự không? Hào bự ha. Hào bự, hào béo ha, hào đây béo vậy ha. Dạ đúng rồi. Nè em nhìn cái con nào cũng như vậy chứ đâu phải vâng. mình bự lượng bự đâu đúng không? Vâng. Con nào cũng vậy. Các bạn đang quan sát vùng mâm hào và có giá là 90 96.000. 12.000 con. 12.000 con. 96.000 là 246. 7 con. 8 con, 8 con. 8 con, 8 con. Đấy, mâm này các bạn ạ. Rồi. Hiện tại thì mình thấy đang có khá là đông khách các bạn ạ. Hình như khách đang vào ngồi full hết các bạn luôn rồi. Đây là cái phần nghi hấp thái hay gì? Nghi hấp xả. Nghi hấp xả. Cái phần này là 60 luôn gì? Không, 50 à. 50. Đấy, nghi hấp xả. Nó mập lắm. Con nghi nó mập lắm. Nó béo mà, nó mập mà. Con mình chỉ làm. Nó làm nhanh lắm. Đúng rồi. Ủa cái con bón gì mà có thịt bò đây nữa? Mì xà bò. Mì xà bò. Dạ. Các bạn đang quan sát một phần mì xà bò của quán nha. Phần này nhiêu tiền này cô? 60.000. Cô đông lắm. Ngày xưa đông lắm hả cô? Ngày xưa còn đông hơn cái này nữa không? Đông hơn nhiều. Dạ. Đông lắm. Từ từ cô ạ. À. Khi người ta đến ăn là người ta thích, người ta lại quay lại nữa, càng ngày càng đông nữa. Hy vọng lần này tụi con quay đi. Dạ. Có khách. Ha. Dạ. Đến đây mới chuyển thưởng cho con. Dạ. Chị đây vui lắm á. Dạ. Cô có các con, các mọi người đây có ai xào được như cô chưa, hay là có mình cô cứ xào hoài vậy? Cô xào hoài luôn hả? Dạ. Nghe nhàng lắm các bạn ạ, cô xào mình thấy một cô con ốc á, người ta làm thì hồn lắm. Đập ngồi đập chào ôm ôm ôm. Rồi đây mình vô bếp của cô mình thấy nhẹ nhàng lắm các bạn ạ. Nó rất là cứ từ từ và rất là nhẹ nhàng. Cái này là 60.000. 60.000 vì xà bò. Vì xà bò vô cài, không cài. Cô đem là quý xà me. Quý xà me, xò quý xà me. Cái món cô đang làm là món gì đây? Nghêu hấp thái. Nghêu, nghêu hấp thái. À đúng rồi. Phần này bao nhiêu mà nhiều dữ rồi cô? 50. 50 mà nhiều vậy đó hả? Ừ. Bên này làm gì đó chị? À mình làm tôm nướng muối ớt. Tôm nướng muối ớt. Đấy bên này đang làm tôm nướng muối ớt. Ồ tôm tươi quá nhỉ.
Ở đây là chuyên về đồ sống em. Đồ sống à? Ờ, tất cả là đồ sống hết. Ở đây mình bán tôm nhiều con chị? À, một dĩa là 70 ngàn là 5 đến 6 con. 5 đến 6 con. Tùy theo. Tùy theo size lớn nhỏ à? Đúng rồi. Ở đây là cái phần gà này nhiều mà nhiều chứ chị? À, cái đó là hai dĩa đó, hai là 100 ngàn. Cái này là phần bạch tuộc gì chị? Bạch tuộc là một con, vậy là 120 ngàn, ước sa tế. Wow, con bự vậy, con 120 ngàn hả? 120 ngàn nguyên một con. Wow, các bạn này chỉ có thể dơ nguyên con bự lên được không chị? Đây, đây, nó đây. Wow, một con rất là bự nha các bạn. Con này tầm 3 lạng gì? Hơn chứ, con này thì 4 lạng luôn. 4 lạng. Ghẹ muối, ghẹ muối. Mỗi chị bán giá bình dân quá nhỉ? Một con là 4 lạng. 4 lạng bạch tuộc có 120 ngàn các bạn. 120 ngàn. Đấy. Có đậu bắp đồ này nữa. Vâng. Cái đó cái gì vậy? Căn mực sọc. Căn mực sọc. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình dạ mua xanh. Mua xanh ăn với cái gì đấy chị? À, mình ăn hào phô mai nè, hào nước mọi nè. Dạ. Còn mới hành thì mình ăn với nước mắm. Vâng. Hôm nay là mình chơi lớn các bạn ạ. Hôm nay mình vô trúng con ốc bình dân. Cho nên là mình quyết định mình chơi lớn một lần, mình gọi 500 ngàn. Lúc này mình nói với chị chủ là hôm nay thì em muốn gọi một cái bàn 500 ngàn. Chị tính làm sao cho em đủ một cái bàn 500 ngàn. Thì xem một cái bàn nó như thế nào. Ở đây thì cái giá của nó bình quân là 40 ngàn đến 50 ngàn một phần. Như vậy với 500 ngàn thì hầu như mình sẽ ăn được hết tất cả các món có ốc ở đây luôn. Đây các bạn này, đây là cái mâm 500 ngàn của mình này. Mình không ăn hết tất cả các món, nhưng mà với 500 ngàn đây hầu như là mình ăn có vẻ là như là một cái mâm rất là hoành tráng các bạn ạ. Ở đây thì 500 ngàn các bạn sẽ được cái gì? Cái này là một cái lẩu nha. Cái lẩu này là 129 ngàn. Cái này là ốc móng tay. À, ốc móng tay xào, ghẻ càng ghẻ xào, rồi là ốc ốc mỡ, ốc ốc hương, rồi hàu. Nói chung là một phần 40 ngàn. Như vậy chúng ta sẽ được một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món. Nói chung là hôm nay 500 ngàn, với 500 ngàn chúng ta sẽ được một cái bàn rất là hoành tráng các bạn ạ. Cái bàn này là 6 người ăn vô tư nhé các bạn. Ở đây thì cái món mà gọi là đặc sắc nhất của quán mà bán được nhiều nhất ở đây là cái hàu của nóng quá. Là cái hàu này đó các bạn ơi. Cái hàu này hàu nướng phô mai, có thể là thôi ăn không được rồi. Để xem nào. Hàu béo lắm các bạn ơi. Ây da. Hàu nướng phô mai, hàu rất là béo ha. Mời cả nhà nha. Tôi các bạn. Ở đây những cái món gì á, nói tươi không tươi nhưng mà riêng món hàu là đúng cực kỳ tươi.
Vì sao? Vì hàu đây là cái lúc mà có một cô đang cày trong góc á, hàu đây hàu tươi tươi sống luôn, hàu tươi có béo quá, thật sự là rất là uy tín các bạn ơi. Cho thêm miếng mưa xanh lên nữa, hàu béo quá, cực kỳ hàu đấy, cực kỳ béo luôn, hàu tươi và béo lắm. Thôi ra không ta, nó còn một cái chân, nhìn ai gì mà đang quay phim mà làm khó tao mày. Đây ngon chưa, đổ nước hàu lên luôn nè. Wow, nó béo quá. Hàu đấy thì người ta làm nướng mỏi này, nướng muối ớt này, nướng tiêu xanh này. Đây là con hàu nướng mỏi nhá các bạn. Nướng mỏi tức là không thêm gì hết á. Nướng xong là nó sẽ chịu được cái độ ngọt của con hàu. Cho một ít muối ớt với muối tiêu xanh lên, tự nhiên nó có sắc màu liền. Con hàu đấy nó béo quá. Đây là cái nước hàu này các bạn ạ. Wow, nước nó ngọt quá. Cả nước lên nè. Wow, hàu thực sự rất béo luôn các bạn ạ. Đây là cái phần hàu nướng. Cái này hàu gì ra? Hàu phô mai nè các bạn ạ. Wow, con đây hàu lớn lắm, 12.000 một con. Nước này nó béo à, nước phô mai nó béo béo à. Wow, phô mai nó thơm nó béo, cái hàu nó ngọt, ăn vào á. Ăn cái mẹt hàu muốn no lắm bạn ạ. Bốn loại hàu, đây là cái phần hàu nướng mỡ hành, hàu ngon các bạn ơi, trang với cái nước mắm này. Thực sự là hôm nay thì dân mình vô đúng cái quán bình dân, không ngờ mình gọi có 500 ngàn mà ra một cái bàn quá trời luôn. Mình gọi xong mình nói chết rồi, có khi nào bị lố không, nhưng mà thôi ăn bữa cho đã luôn các bạn ạ. Có 500 ngàn là gọi sạch các món, chống được ăn không hết chắc con có thể mang về. Wow, ở đây lúc nãy anh còn khuyến cáo mình có cái món gọi là hàu chống mù tạt tươi sống, mà thôi chắc mình không ăn được cái hàu đó. Hàu nướng thế này ăn mình yên tâm hơn, mà có nhận hàu đây ăn đã đấy chứ. Đây là cái phần càng gẻ nha, cực kỳ 60.000 thì mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái càng các bạn ạ, càng bự không nha. Cái càng gẻ này nếu mà các bạn là nhậu á, múc cái vỏ của nó ăn rất là ngon, nó gọi là nó có mặn mặn ngọt. Wow, thịt chắc lắm các bạn này, ăn này phải bốc tay nha các bạn. Mình thấy khách vào càng ngày càng đông nữa các bạn. Cái càng gà này thì mút mút lâu mút cái được cái ăn nhiều quá mặn á, vì ngoài nó có muối mà. Đây là cái phần ốc hương sốt trứng muối nè các bạn này, ốc hương sốt hàng kim á, một phần này thì cũng có giá là 60.000. Ốc hương ở ốc đắt tiền lắm nha các bạn, nhìn con ốc hương này nó béo quá. Wow, cái sốt này ngon quá ta. Cái sốt nó mặn mặn ngọt ngọt và nó thơm. Ở đây có một điều được nhận thấy các bạn, hải sản rất tươi các bạn ạ. Mình mới ăn hai món,
cà ghẹ rất là tươi, hàu rất là tươi, hàu tươi sống rồi, cà ghẹ rất là tươi, vậy con ốc này rất là tươi. Ăn cái hải sản là thấy cái độ giòn của nó là biết còn tươi lắm. Có cương thịt khá là nhiều ha. Cái này có cây mandar chắc cũng rất là tuyệt vời. Rồi tôi muối này ngon quá các bạn ơi. Nó thơm, nó mặn mặn, ngọt, nó dịu dịu á. Còn những cái ốc hương, tôi có muối ngon. Nói chung là mình là một cái người rất là thích ăn ốc nha. Nhưng mà thật sự mà khi đi ăn ốc á, khi đi ăn ốc mà các bạn mà trong ví mà không cầm được khoảng 400-500 ngàn là đi ăn ốc không có thoải mái. Ăn thì ăn được nhưng không có thoải mái. Nhưng mà không ngờ hôm nay mình vô mình còn một cái mâm ốc 500 ngàn quá trời luôn các bạn ạ. Bên này là cái phần ốc mỡ xào. Ốc mỡ to ha, ốc mỡ con nào con nấy bự ha. Ốc mỡ xào bắp các bạn ạ. Ốc mỡ xào tỏi bắp. Giờ này cũng là 60 ngàn luôn. Wow. Nhưng mà cái vị ở đây khá là vừa ăn. Ốc béo. Nói chung là ốc béo các bạn ạ. Lúc này mình mới bước vào mình thấy cái quầy ốc nó thiếu à. Mình nói thế là hôm nay chúng con ốc bé tí à. Nhưng mà không ngờ là người ta có để trong cái tủ lạnh á. Cứ hết là người ta lấy ra, hết là người ta lấy ra chứ người ta để ra nhiều. Nãy giờ mình ăn hình như hai loại ốc rồi. Mình thấy một cái điều là không có nhám đất nha các bạn. Ăn không đất không có bị nhám. Rất là ngon. Chấm cái muối xanh này. Wow. Thực ra thì nêm nó trong đó là vừa ăn rồi. Nhưng mà chấm này nó đậm đà hơn, nó hơi gọi là cái cay ngọt nó đà hơn. Đây các bạn này, đây là cái phần ốc bông tay nha. Ốc bông tay xào đậm muống với xào mì. Ở đây có một cái điều lúc này mà trong lúc quay mình có nói các bạn á, các bạn thấy như thế này nha. Ở đây cô làm cực kỳ kỳ luôn nè. Một con ốc bông tay là cô đều gọi là cô xẻ bụng ra. Cô xẻ bụng ra gọi là cô lấy ruột với lấy đất ra hết này. Còn nó có tay rất là sạch sẽ. Các bạn ha. Có 10 con như 10 luôn. Tức là ở đây là cái chuyện mà làm sạch đất đó mình thấy rất là kỳ các bạn ạ. Nói chung là cái quán này á. Cái đầu tiên là mình thấy hải sản này rất là tươi các bạn. Cái thứ hai là ăn không có đất. Và cái thứ ba là mình thấy làm rất là sạch sẽ luôn. Cực kỳ sạch sẽ luôn. Và cái nữa là mình thấy ốc đây rất là béo các bạn ạ. Chắc mình lấy một lúc hai con cho nó thành khá tràng quá. Ốc béo ha. Ốc béo mà được làm rất là sạch. Mình ăn mình cảm nhận được cái độ giòn của ốc các bạn. Ốc giòn lắm. Mà một cái điều rất là thích là ăn mà không có bị sảm nhám á. Nó giòn ốc mà ăn không sảm nhám ăn rất là đã. Ốc béo quá. Có hai con ốc đó các bạn này. Có hai con ốc mà nó gắp lên một cái đũa lớn như thế này. Chứng tỏ ốc ở đây rất là béo nha. Như bắt đầu khách vào ngồi như là full bảng luôn đó các bạn ơi. Cũng được ưng ý là đấy cho. Dạ. Dạ. Cái lầu này là 129 đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Cái lầu này là 129 chị. Vâng. Này là lầu Thái chị nhỉ? Lầu cá du hồng. Vâng. Lầu cá du hồng. Đừng nói lầu Thái không chịu các bạn là lầu cá du hồng đúng, lầu cá du hồng. Đây là cái lò 129k nha. Đây để mình cho cá vào luôn nha. Đấy nha. Thấy cái lò 129k chưa? Thấy chất lượng chưa? Trời ơi, bọn cá vô nó đầy cái nồi luôn các bạn ơi.
Nếu mà đi hai người gọi cái lẩu này không là ăn hai người cũng phè đó rồi. Hai người 129 cho 130 đi. Cứ người 65.000. Người 65.000 ăn lẩu thoải mái luôn, còn vừa đâu nè. Đấy cái lẩu 129 nha các bạn. Ốc đêm Sài Gòn là một trong những cái món mà có thể nói là không thể thiếu ở Sài Gòn được. Ở trên kênh của mình thì mình có lọc những cái danh sách những cái món ngon theo từng quận khác nhau các bạn. Tức là cứ mỗi quận thì mình sẽ lập một cái danh sách riêng những món ngon theo từng quận. Mình sẽ để cái danh sách đó ở trong phần mô tả của video. Các bạn có thể vào phần mô tả của video để bấm vào đó để tìm đến những cái món ngon gọi là gần nhà mình nhất nha, gần khu vực mình sống nhất nha. Cái đi đâu ăn gì thì luôn luôn đi tìm kiếm những cái món ăn ngon, những cái món ngon thú vị, những cái điểm ăn uống thú vị để giới thiệu đến cả nhà trên kênh đi đâu ăn gì. Nói chung là vô cùng cảm ơn trong suốt thời gian qua cô chú anh chị đã luôn ủng hộ và yêu thương team đi đâu ăn gì. Mong cô chú anh chị luôn ủng hộ như vậy nha. Trong thời gian tới thì team sẽ cố gắng tìm kiếm thêm những món ăn ngon, những cái địa điểm ăn uống thú vị để giới thiệu đến cả nhà nha. Cái món hàu này các bạn, món hàu này là kêu ra các bạn ưu tiên ăn nóng nha, chứ nó nguội nó sẽ bớt ngon đó. Đây là cái lẩu của gia đình luôn các bạn này. Wow, nước lẩu chua ngọt các bạn ạ. Quá trời cao. Lâu lâu mà kiếm được quán ưng ý các bạn. Đã lắm. Ở đây có một cái giò rau nè các bạn. Ở đây thì mình thấy có rau muống này, có măng chua các bạn ơi. Có rau muống, có măng chua, có đậu bắp và có bạc hà. Lẩu cá măng chua. Ồ, cái lẩu này nhiều nha các bạn, không có ít đâu nha. 129 ngàn này, cái lẩu này hai người ăn là ăn không hết luôn á. Và một đĩa bún nữa. Nói chung là cái ốc đây mình thấy hôm nay mình ăn được quán này thì mình thấy ưng ý các bạn ạ. Ở đây đúng là một con ốc kiểu bình dân luôn các bạn. Ốc bình dân và đến cái lẩu bình dân luôn. Cái điều mình thích nhất ở đây đầu tiên là phải nói đến cái ốc luôn đi. Nói chung là ốc đây cái đầu tiên mình thấy là rất là tươi. Ốc tươi nha, mình ăn mình thấy độ giòn ngọt của ốc, ốc rất là tươi. Và cái thứ điều thứ hai là mình thấy ốc được làm rất là sạch sẽ các bạn ạ. Đối với món ốc mỡ hôm nay thì có nhiều món ốc, nhưng mà hôm nay mình cái ốc mỡ và ốc hương thì mình thấy là ăn không có hạn nhám, rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái nó bung tay này, ốc người ta kỳ lấy ruột ra làm sạch từng con luôn. Tức là ốc rất là kỳ, ăn ốc rất là giòn ngọt, có độ dai, tức là ốc còn rất là tươi. Ở đây thì một cái điều đặc biệt là món hàu các bạn. Khuyến cáo nếu các bạn có cơ hội tới đây thì các bạn có thể thử qua món hàu nha. Hàu rất là béo, ăn đúng là đã miệng lắm. Ăn một con hàu ăn một lần ngập miệng, ăn rất là đã luôn. Rồi nếu mà bạn nào mà thích ăn các món về ốc, về hải sản thì một lần nào đó đi ăn qua khu vực này thì có thể ghé vào ăn thử xem như thế nào nhé. Nếu các bạn thấy là cái số lượng khách ở đây người ta đến đông như vậy thì phần nào nó lên cái chất lượng của đây rồi. Nói về khẩu vị thì cứ một người khác nhau, nhưng mà mình thấy khẩu vị của mình hôm nay mình thấy ăn thấy khá là ưng ý, khá là hợp các bạn ạ. Rồi nha, video này thì cũng giờ rồi, chắc mình xin kết thúc video này tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới, nhiều món ngon mới thì kênh đi đâu ăn gì nhé. Còn bây giờ mình ăn tiếp các bạn, còn quá trời luôn. Nói chung là có dịp tới đây các bạn nhớ ăn hàu nha. Nói hàu nhớ làm thêm con nữa. Hàu đây ngon lắm các bạn ạ. Hàu béo, ốc béo, hàu béo. Có xí muội và nó có gừng, nó có củ hành nữa.
có độ mặn mặn ngọt ngọt chua chua. Nó cũng 60.000 một dĩa. Giá bình dân cô ha. Giá bình dân. Dạ, đây con thấy cô bán giá bình dân quá. Ốc len xào dừa con. Ốc len xào dừa, ôi chơi cả quả dừa đồ vô luôn ha. Đấy các bạn, ốc len xào dừa đúng kiểu nước dừa đồ vô các bạn ạ. Nó có sữa tươi nữa. Vâng. Cái này ở đây mình có tất thải khoảng nhiều món không? 30 mấy món đó. 30 mấy món luôn đó ha. Dạ. Mình chưa có làm đủ hết món. Dạ. Mình chưa có rửa xong. Bởi vì con lại sớm quá nên cơ chưa rửa xong. Hôm nay con lại hơi sớm cô ha. Nó đầy đủ hết á. Dạ. Nên là làm chưa có kịp. Vậy. Bắt đầu thấy thơm rồi đó. Nó thơm rồi. Này là gì cô? Nước cốt. Nước cốt dừa ha. Nước cốt dừa. Ốc len xào dừa dùng nước dừa và nước cốt dừa luôn các bạn. Sữa này tươi nữa con. Dạ, rất là chất lượng. Nó có đường phèn, nó có bột cà no của gà. Thôi rồi, mất hết công thức thì sao? Công thức hả? Dạ. Nó có tỏi, nó có hành, nó có sả. Dạ. Ở đây mình bán ốc len xào dừa này giá như thế nào cô? 50.000 một dĩa. 50.000 một dĩa ha. Cái này là 5 dĩa là bao nhiêu đồ này là 200.000. 250. 5525 đúng rồi, 250. Đó. Mình có thể ăn được rồi. Thơm phức luôn. Rồi bỏ ớt vô, mình có thể bỏ miếng rau găm. Vâng. Dạ. Và cô đang chuẩn bị làm sang món gì đây cô? Chân gà. Chân gà quái thú. Chân gà quái thú. Ui, chân gà thành quái thú luôn hả? Cái dừa này là phần này là nhiêu cô? 70.000. 70.000, dạ. Nếu mà ở đây mà 500.000 ăn khoảng được nhiêu món cô? Nhiều món con. 500.000 á, ăn khoảng được bao nhiêu món ở đây? Cả chục món luôn á. Chục món luôn á hả? Ăn cũng hết món rồi ăn luôn. Đúng rồi, cả chục món luôn á. Món 50, 60, 70 và bình dân mà. Vâng. Mắm, miếng đường, xong rồi mình
gì vậy? Mì sợp giác con. Mì giác. Cái đó không biết tỏi á.